quy tắc Oxted trong hợp chất hữu cơ, cụ thể đây là hydrocarbon. Rồi, xin chào các bạn đến với chương 3 lớp 10 nha. Thì có câu hỏi đặt ra như sau này. Một nguyên tử hydrocarbon mà có 3 nguyên tử carbon và có ít nguyên tử hydrogen thì giá trị ít có thể lớn nhất đạt là bao nhiêu? Đấy. Thì để phân tích cho câu hỏi này thì nó cũng không khó lắm đâu. Chúng ta áp dụng công thức là số hydro bằng 2 lần số carbon cộng thêm 2 nữa thì nó sẽ ra được số hydro tối đa đó các bạn. Nha. Như vậy là 2 x 3 là 6 cộng thêm 2 là 8, như vậy là x bằng 8 sẽ là lớn nhất. Nhưng tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu theo quy tắc Oxted nha các bạn nha. Thì đầu tiên để tìm hiểu quy tắc Oxted á thì các bạn phải tìm hiểu cấu hình electron của nguyên tử carbon. Carbon có số hiệu nguyên tử rác bằng 6 thì cấu hình sẽ là 1s2, 2s2 và 2p2. Như vậy là chúng ta sẽ xem xét cái lớp ngoài cùng của carbon là có 4 electron hóa trị. Đấy. Vậy ta sẽ kết luận là nguyên tử carbon có 4 electron hóa trị và có khả năng tham gia vào các liên kết. 4 electron hóa trị được biểu diễn bằng 4 dấu chấm như sau. Rồi, ok. Khi tham gia liên kết, 4 electron hóa trị của carbon thì có thể tham gia liên kết theo các hình thức như sau. Đầu tiên là nó tạo liên kết đơn, nghĩa là chỉ có một gạch. Liên kết đôi là hai gạch thì có hai kiểu liên kết đôi. Sự sắp xếp electron thứ nhất là như thế này. Kiểu thứ hai trong liên kết đôi là như sau. Và thứ ba là liên kết ba. Đấy, có các hình thức electron của carbon thì có các hình thức để tạo liên kết như vậy. Thì nguyên tử carbon có thể liên kết với chính nó, nghĩa là carbon liên kết với carbon, và cũng có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ xét các ví dụ cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu hỏi đầu tiên. Vì nguyên tử hydrocarbon có 3 nguyên tử carbon thì và có x nguyên tử hydrogen thì giá trị lớn nhất của x là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ xét như sau này. Hydrocarbon này có 3 nguyên tử carbon. Thì đầu tiên là các nguyên tử carbon này có khả năng tham gia liên kết với nhau. Mà muốn tham gia liên kết với nhau thì các electron phải bỏ ra. Các nguyên tử carbon phải bỏ ra electron để tham gia liên kết. Nguyên tử carbon thứ nhất thì bỏ ra 1 electron. Nguyên tử carbon trung tâm bỏ ra 2 electron. Và nguyên tử carbon thứ ba thì bỏ ra 1 electron. Như vậy là chúng ta đã hình thành được hai cặp electron chung giữa các nguyên tử carbon. Vậy thì với mỗi nguyên tử carbon thì còn lại bao nhiêu electron chưa tham gia liên kết? Thì như phần đầu chúng ta giới thiệu là mỗi nguyên tử carbon thì có 4 electron hóa trị đúng không? Như vậy là carbon thứ nhất này nó đã bỏ ra 1 electron để tham gia liên kết rồi. Như vậy là nguyên tử carbon thứ nhất này sẽ còn lại 3 electron hóa trị từ tham gia liên kết. Nguyên tử carbon trung tâm đã bỏ ra 2 electron để tham gia liên kết rồi, như vậy nó sẽ còn lại 2 electron hóa trị nữa. Nguyên tử carbon thứ ba đã bỏ ra 1 electron để tham gia liên kết rồi, như vậy nó sẽ còn lại 3 electron hóa trị nữa. Như vậy các electron chưa tham gia liên kết này sẽ tạo cặp electron chung với nguyên tử hydrogen như sau. Nguyên tử carbon thứ nhất sẽ liên kết với 3 nguyên tử hydro. Nguyên tử carbon trung tâm liên kết với 2 nguyên tử hydro và nguyên tử carbon thứ ba thì liên kết với 3 nguyên tử hydro. Khi liên kết như thế này thì chúng ta xét xem là cái công thức này có thỏa quy tắc Oxted hay không. Công thức phân tử chúng ta cộng lại sẽ là C3H8 nha các bạn nhé. Như vậy là số hydro tối đa đạt là 8. Giá trị lớn nhất x bằng 8, trả lời vậy. Chúng ta xem xét xem là có thỏa quy tắc Oxted hay không. Nguyên tử carbon thứ nhất. Đấy, chúng ta thấy là lúc này xung quanh nguyên tử carbon thứ nhất là có 8 electron. Đó, có 8 electron thỏa quy tắc Oxted. Nguyên tử carbon thứ hai cũng có 8 electron xung quanh nó, thỏa quy tắc Oxted luôn. Nguyên tử carbon thứ ba cũng có 8 electron thỏa quy tắc Oxted. Còn với nguyên tử hydrogen thì sao? Thì nguyên tử hydrogen lúc này sẽ có 2 electron giống như khí hiếm heli, như vậy là cũng thỏa quy tắc Oxted các bạn nhé. Rồi, ta sẽ xét các nguyên phân tử tiếp theo. Xét phân tử CH3 gạch CH3 đọc là ethan. Thì tương tự này, chúng ta có hai nguyên tử carbon. Thế đầu tiên là các nguyên tử carbon này thể tham gia liên kết với nhau. Và chúng ta thấy là đây là liên kết đơn ha. Nên là mỗi nguyên tử carbon sẽ bỏ ra một electron để tham gia liên kết. Rồi, như vậy chúng ta có một cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử carbon. Thì bây giờ mỗi nguyên tử carbon, ví dụ như carbon thứ nhất này, chúng ta mới bỏ ra một electron để tham gia liên kết thôi. Như vậy nó sẽ còn lại 3 electron hóa trị. Nguyên tử carbon thứ hai cũng mới bỏ ra một electron thôi. Như vậy nó sẽ còn lại 3 electron hóa trị. Đấy, đây là electron hóa trị của nó. Và 3 electron này
sẽ tham gia liên kết với ba nguyên tử hydro, tương tự carbon thứ hai cũng vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã hình thành được công thức electron trong công thức là CH3CH3, là công thức của etan. Và chúng ta xem là nó có thỏa quy tắc octet hay không. Nguyên tử carbon thứ nhất có 8 electron, thỏa quy tắc octet. Nguyên tử carbon thứ hai cũng có 8 electron, thỏa quy tắc octet. Còn có với nguyên tử hydrogen thì nó có 2 electron, giống cấu hình của khí hiếm heli. Như vậy là cũng thỏa quy tắc octet. Nha. Như vậy là với công thức này thì các nguyên tử carbon và hydro đều thỏa quy tắc octet cả. Tiếp theo ta sẽ xét phân tử có liên kết đôi CH2 nối đôi CH2, đọc là ethylene. Chúng ta xét hai nguyên tử carbon thì để hình thành một cái nối đôi như thế này, mỗi nguyên tử carbon phải bỏ ra 2 electron để tham gia liên kết. Đấy, nguyên tử carbon thứ nhất bỏ ra 2 electron, nguyên tử carbon thứ hai cũng phải bỏ ra 2 electron. Như vậy mỗi nguyên tử carbon sẽ còn 2 electron hóa trị nữa. Đấy, mỗi nguyên tử carbon sẽ còn 2 electron hóa trị. 2 electron hóa trị này sẽ tham gia liên kết với các nguyên tử hydrogen. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có được công thức electron của ethylene rồi. Thì tiếp theo ta xét xem là nó có thỏa quy tắc octet hay không. Nguyên tử carbon thứ nhất có 8 electron, thỏa quy tắc octet. Nguyên tử carbon thứ hai cũng có 8 electron, thỏa quy tắc octet này. Còn với nguyên tử hydrogen thì có 2 electron lớp vỏ ngoài cùng, giống cấu hình của heli. Như vậy là cũng thỏa quy tắc octet. Rồi, ta xét phân tử tiếp theo có một liên kết 3, đây là acetylene. Hai nguyên tử carbon muốn tạo thành một liên kết 3, nghĩa là ba cặp electron dùng chung, thì mỗi nguyên tử carbon phải bỏ ra 3 electron. Đấy, như vậy là nguyên tử carbon thứ nhất bỏ ra 3 electron, nguyên tử carbon thứ hai cũng bỏ ra 3 electron. Như vậy là mỗi nguyên tử carbon sẽ còn một electron hóa trị nữa. Và electron hóa trị này, các electron hóa trị này thể tham gia liên kết với nguyên tử hydrogen. Rồi, như vậy là chúng ta đã hình thành xong công thức electron của acetylene. Tiếp theo thì ta xét để xem là phân tử, trong phân tử acetylene này các nguyên tử carbon và hydrogen thì có thỏa quy tắc bất tử hay không, quy tắc octet hay không. Nguyên tử carbon thứ nhất có 8 electron lớp ngoài cùng, thỏa quy tắc octet. Nguyên tử carbon thứ hai cũng có 8 electron lớp vỏ ngoài cùng, thỏa quy tắc octet luôn. Còn với nguyên tử hydrogen thì sao, có 2 electron, giống cấu hình của khí hiếm heli, nhưng mà cũng thỏa quy tắc octet. Như vậy là chúng ta đã vừa xem xét xong các phân tử hydrocarbon đơn giản được hình thành từ công thức electron, thỏa quy tắc octet nha các bạn. Chúng tìm hiểu về liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết 3. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn có thể đăng ký học khóa 10 theo số điện thoại 0908 825 845 nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn học thật tốt.